xác minh việc đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có hộ chiếu triệu đô la Cyprus. Ông Phạm Phú Quốc hiện là Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận EPC, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Trước đó thì ông Phạm Phú Quốc là Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Hãng tin Aria Rajas của Qatar mới đây đăng một loạt bài viết dẫn từ tài liệu bí mật thu thập được, gọi là The Cyprus Paper, hồ sơ về Cyprus, cho biết chương trình hộ chiếu Cyprus hay còn gọi là Cộng hòa Síp cho phép những ai đầu tư ít nhất 2,15 triệu euro, tức là khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ, sẽ sở hữu chiếc hộ chiếu của nước này. Và những người này sẽ trở thành công dân của EU, được đi lại và làm việc tự do ở 27 nước thành viên EU, và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần phải có visa. Và theo Aizaz, hàng chục quan chức cao cấp của một số nước và gia đình của họ đã mua chiếc hộ chiếu vàng Golden Passport từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2019, thời điểm mà Aizaz thu nhập được các hồ sơ. Và trong đó thì có đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh là ông Phạm Phú Quốc, và ông Quốc đã được cho là đã có hộ chiếu Cyprus vào tháng 12 năm 2018 cùng với vợ. Đại biểu trả lời bất nhất, ông Phạm Phú Quốc năm nay 52 tuổi, quê quán tại Quảng Trị và là Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận EPC, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, và là cán bộ thuộc diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý. Và trước khi đảm nhận vị trí này thì ông Quốc là Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh. Và vào tối ngày 24 tháng 8, ngay sau khi biết thông tin trên Aireas, phóng viên đã liên lạc với ông Quốc để xác minh, thì ông trả lời rằng chưa nghe tin này, và sau đó khẳng định thông tin này không chính xác. Phóng viên đã cung cấp cho ông Quốc link bài viết để tham khảo và lên tiếng nếu cần thiết. Tuy nhiên thì trong ngày 25 tháng 8, phóng viên đã rất nhiều liên lạc với mong muốn xác minh thông tin, nhưng ông Quốc không trả lời. Còn trong khi đó thì trong một bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ chiều ngày 25 tháng 8 thì ông Quốc lại thừa nhận có quốc tịch Cyprus vào năm 2018, và quốc tịch là do ông được gia đình bảo lãnh, và đồng thời phủ nhận thông tin mua hộ chiếu với giá 2,5 triệu đô la Mỹ. Và ông Quốc cũng cho biết đang tiến hành các thủ tục để báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Và theo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức quốc hội vừa được Quốc hội khóa 14 thông qua vào tháng 6 năm nay thì đại biểu Quốc hội Việt Nam chỉ được phép có một quốc tịch. Tuy nhiên luật này đến ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì mới có hiệu lực. Và năm 2016 thì bà Nguyễn Thị Nguyệt Hương, cựu đại biểu Quốc hội của Hà Nội, đã bị bác tư cách đại biểu vì đã có sở hữu hai quốc tịch nhưng không khai báo trong hồ sơ ứng cử. Quốc hội đang kiểm tra thông tin. Và liên quan đến vụ việc trên thì chiều ngày 25 tháng 8, trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết việc thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Và trong sáng ngày 25 tháng 8 thì ông Trần Văn Túy, trưởng ban công tác đại biểu, đã giao cho vụ công tác đại biểu kiểm tra thông tin đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có tên trong danh sách các chính trị gia đã mua hộ chiếu của châu Âu. Vì này nói và cho hay, phía đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh không thể trả lời về vấn đề này bởi theo quy chế đã phân công, và đồng thời cũng không có đủ thẩm quyền để yêu cầu đại biểu Quốc hội giải trình về vấn đề báo nước ngoài đang có tin là mua hộ chiếu của Cyprus, mà việc này phải chờ thông tin thẩm tra của cơ quan có thẩm quyền. Ban công tác đại biểu có thể đề nghị đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc giải trình hoặc xác minh theo hướng khác, và trong trường hợp đại biểu giải trình thì sẽ gửi cho đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh bản, và trong khi đó thì đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thông tin chính thức. Và cùng ngày thì ông Trần Văn Túy, trưởng ban công tác đại biểu, xác nhận với phóng viên đã giao cho vụ công tác đặc biệt kiểm tra thông tin liên quan đến ông Quốc, và khẳng định ông chưa nhận được báo cáo chính thức nào về việc sở hữu hai quốc tịch của đại biểu này mà mới tiếp nhận thông tin qua báo chí. Tôi có đọc trên báo thấy đại biểu Phạm Phú Quốc xác nhận việc có hai quốc tịch. Tôi đã chỉ đạo cơ quan giúp việc của ban công tác đại biểu xác minh thông tin này. Và trước hết thì cơ quan quản lý hộ chiếu phải có thông tin chính thức là đại biểu Quốc có hai hộ chiếu hay không. Rồi trên cơ sở đó thì mới đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm. Vì Mặt trận Tổ quốc đã có tổ chức hiệp thương bầu cử cho đại biểu này. Sau đó thì toàn bộ hồ sơ sẽ được trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, và chỉ có Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới có thẩm quyền giải thích pháp luật. Bởi vì đại biểu có quyền bất khả xâm phạm trên tất cả các thủ tục, phải được tiến hành một cách rất chặt chẽ. Ông Thúy cho biết thêm nếu đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ của mình có thay đổi về lý lịch thì phải báo cáo,
nhưng cơ quan có thẩm quyền không nhận được báo cáo của đại biểu Phạm Phú Quốc. Do đó thì vấn đề này hiện nay là phải tìm hiểu rõ xem thời điểm đại biểu Quốc nhận hộ chiếu Cyprus là bao nhiêu. Và trước thông tin đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc có quốc tịch thứ hai, thì lãnh đạo văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ kiểm tra lại và có thông tin phản hồi về vấn đề này. Theo hãng tin Reuters, thì các tài liệu họ có được không thể hiện bằng chứng về hành vi vi phạm của các chính trị gia mua hộ chiếu Cyprus. Nhưng hãng tin này cho biết rằng sự việc đặt ra câu hỏi về việc tại sao một số cá nhân được giao các nhiệm vụ công quan trọng tại các quốc gia của họ lại muốn mua quốc tịch thứ hai cho họ và gia đình. Và làm sao họ có được số tiền lớn như đến như vậy, tức là khoảng 58 tỷ đồng, tức là 2,5 triệu đô la Mỹ để có thể đầu tư vào Cyprus như điều kiện để có hộ chiếu. Và chính sách của Cyprus đã bị các nước của châu Âu chỉ trích và đã được sửa đổi vào tháng 7 năm 2019. Và theo hướng những người thuộc diện PEP, tức là Political Expert Person, những người chiếm giữ vị trí chính trị, thì sẽ không được cấp quốc tịch theo diện đầu tư nữa. Tuy nhiên thì những người đã sở hữu trước đó hộ chiếu thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này. Và từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2019 thì đã có khoảng 25.000 hộ chiếu dạng này được Cyprus cấp. Và những người mua hộ chiếu đến từ 70 quốc gia, trong đó nhiều nhất là từ Nga 1.000 trường hợp, Trung Quốc 500 trường hợp, Ukraine 100 trường hợp. Và ngoài ra thì có công dân Anh, Mỹ, Mali, Morocco, Israel, Palestine, Nam Phi, Hàn Quốc và Ả Rập Xê Út. Cảnh sát Cyprus điều tra vụ rò rỉ tài liệu liên quan đến việc cấp hộ chiếu vàng. Giới chức của Cyprus Cộng hòa Síp cho biết ngày 3 tháng 6 đã mở cuộc điều tra về vụ việc rò rỉ tài liệu mật về cấp hộ chiếu vàng mà kênh Reuters đã thu thập được. Và theo tờ Kamithiri Cyprus ngày 26 tháng 8 đã dẫn lời phát ngôn viên Christophe Andrew, cảnh sát của Cyprus, nhà chức trách sở tại đang điều tra liệu có dấu hiệu phạm tội hay không và ai là người làm lộ thông tin liên quan đến hộ chiếu vàng ở trên. Và động thái này xảy ra sau khi kênh Reuters của Qatar mới đây đăng lập một loạt bài viết dẫn về tài liệu bí mật đã thu thập được có tên là The Cyprus Paper, hồ sơ về Cyprus, cho biết chương trình hộ chiếu Cyprus cho phép những ai đầu tư ít nhất 2,15 triệu euro, tức là khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ, sẽ sở hữu cuốn hộ chiếu của nước này. Những người này sẽ trở thành công dân của EU và được đi lại làm việc tự do ở 27 nước thành viên EU và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần phải có visa. Và theo kênh Reuters thì hàng chục quan chức cao cấp của một số nước và gia đình của họ đã mua hộ chiếu vàng này từ cuối năm 2017 đến cuối năm 2019, thời điểm mà Reuters thu thập được hồ sơ. Và trong đó thì có đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh là Phạm Phú Quốc. Ông Quốc đã được cho là đã có hộ chiếu Cyprus vào tháng 12 năm 2018 cùng với vợ. Hãng thông tấn Cyprus News Agency cho hay cuộc điều tra được tiến hành sau khi nội bộ SIP nộp đơn khiếu nại vụ việc có thể vi phạm luật bảo vệ dữ liệu hóa cá nhân. Và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nikos Nyros của Cyprus cho biết sẽ cung cấp thông tin chi tiết một số trường hợp có hộ chiếu vàng được cung cấp thông qua chương trình đầu tư để lấy hộ chiếu của Cyprus. Và theo tờ Kamithiri Cyprus thì ông Norris sẽ không đề cập đến các trường hợp cụ thể được nêu trong báo cáo của Reuters, nhưng sẽ cung cấp chi tiết về quy trình cấp hộ chiếu diễn ra vào thời điểm đó. Ủy ban bảo vệ dữ liệu của đảo Síp, bà Iris Norris Nikolaidou, ngày 25 tháng 8 cho biết đã nhận được thư từ Hạ viện Cyprus khẳng định cơ quan này không rò rỉ thông tin về hộ chiếu vàng.